Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Hoàng Aru nhá. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay giới thiệu tất cả các bác, em tiếp tục lại thông báo các bác về được một ít tẩy dòng 4 kênh của dòng chính hãng ETC các bác nhá. Model là D1200 phiên bản mới nhất các bác nhá. Đấy. Và rất đẹp luôn các bác nhá. Thứ nhất giới thiệu các bác là phiên bản mới nhất, nó hiển thị màn hình LG. Đấy, 3 inch. Đấy, báo nhiệt độ này, ok chưa? Báo nhiệt độ này, báo volume này, đúng không ạ? Báo dB này. Ok chưa? Và 4 kênh các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Ok các bác xem video hộ xin một like nhá. Đặc biệt các bác lưu ý rằng ngày hôm nay ưu đãi có một mức giá rất tốt cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc, ok chưa? Đây, mẫu này 4 kênh các bác nhá. Vậy sẽ giới thiệu chi tiết các bác rụt ga bên trong này. Đây là hàng chính hãng luôn các bác nhá. Đó, tem này, mã trích code này, ok chưa? ETC, Model Audio. Và tất cả đều có mã code và tem của chính hãng luôn các bác nhá. Ok chưa nào? Và phiên bản này nó sử dụng là gì ạ? Nguồn nó rất to luôn các bác nhá. Nguồn rất to luôn. Đạt 19 5 20 cm. Chạy tất cả toàn bộ là sò trường là GVGF. Ok chưa ạ? Rất khỏe luôn. Và con này nó sử dụng là tất cả là vỉ vàng các bác nhá. Hàng chính hãng cam kết các bác. Hàng chính hãng sẽ bảo hành các bác 2 năm. Ok chưa ạ? Và con này phiên bản của nó là sử dụng 24 tụ đồng nguồn. Đấy, 24 tụ đồng nguồn. Công suất của con đẩy này đạt của nó là 1000W trên 1 kênh các bác nhá. 1000W trên 1 kênh. Đấy, ở chế độ 8 ohm. Đó. Ok chưa nào? Và khi các bác chơi gia đình, các bác có thể là sử dụng loa full 30, một đô 30 một kênh. Đấy, được chưa nào? Loa xúc hơi 40-50 và loa lời, loa center. Và các bác làm sự kiện, các bác đánh loa array thì cứ loa array 30 thì cứ một đô 30 một kênh. Ok chưa ạ? Và con này sẽ rất là đẹp luôn, sẽ bảo hành các bác 2 năm, xin lỗi các bác, bảo hành 2 năm. Và nó thiết kế của nó sử dụng là hai quạt hút gió đằng sau và đằng trước các bác nhá. Ok chưa ạ? Và đằng sau của nó sử dụng tất cả rất đều là rắc chuyên nghiệp đấy các bác nhá. Sử dụng của nó là rắc lưu trích chuyên nghiệp này. Đấy. Và đều có tất cả chế độ gạt kênh, chập kênh, blind, shifter, parallel. Tín hiệu rắc calon thì in vào và out ra. Đầy đủ hết các bác nhá. Cam kết các bác đây là hàng chính hãng 100%. Ok chưa? Và chế độ bảo hành là 2 năm. Đây, trên mặt các bác nhìn in dập logo ETC. Đấy, tem này. Tất cả là hàng chính hãng luôn các bác nhá. Và giá em báo tất cả các bác, em sẽ chiên các bác 5 con đẩy với mức giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. Ok chưa nào? Các bác ghi là chốt đẩy 4 kênh ETC với mức giá là 6.300.000. 6.300.000 một mức giá rất tốt cho tất cả các bác. Bên em bao ship bảo hành các bác 25. Và tặng dây rắc 4 rắc calon cho tất cả các bác nhá, 4 rắc calon. Bác biết là một con đẩy 4 kênh mà công suất 1000W trên một kênh này, nhà sản xuất sẽ đề 1200 nhưng em chỉ báo 1000 thôi. Để công suất dư tất cả các bác luôn nhá. Rất đẹp luôn, bảo hành các bác 2 năm. Với mức giá là gì ạ? 6.300.000, 6.300.000 tặng 4 rắc calon cho các bác, bảo hành 2 năm. Ok chưa ạ? Các bác lấy đẩy thì vui lòng đặt cọc với em 200-300.000. Các bác nhận hàng thanh toán nốt. Cam kết các bác con đẩy này chất lượng của nó cực kỳ hay luôn. Và nó sử dụng là mạch cửa lan H nên chất âm và sau tiếng của nó ra rất là đẹp luôn các bác nhá. Ok chưa ạ? Các bác chưa gia đình, đây là một mức giá rất hợp lý cho tất cả các bác. Chỉ 6.300.000 thôi. Em cam kết các bác giá tốt nhất thị trường rồi. Và với một con đẩy chính hãng ETC như này, đẹp như này, tất cả dập chìm luôn các bác nhá. Ok chưa? Đây là hàng chính hãng các bác nhá. Mã code này đầy đủ hết các bác nhá. Đây, 24 tụ đồng nguồn, chạy sò trường LGVGF, được chưa nào? Con này công suất 1000W trên một kênh, nguồn rất to luôn. Đó, hàng bảo hành 2 năm cho tất cả bác. Bác ghi là chốt đẩy, là chốt đẩy ETC 4 kênh. Nhắn tin qua số điện thoại giúp em 0352 910099 nhá. Các bác ghi là chốt đẩy và vui lòng đặt cọc bên em 200-300.000. Bên em sẽ bao